Rồi đến giờ hôm nay tại sao không phải là đại diện cho những tôn giáo khác hay là đại diện cho những quốc gia khác lãnh nhận những phép lạ vĩ đại này mà lại là một người Việt Nam là thánh gióng chúng giáo nhận được? Bởi vì cha trời thượng đế toàn năng kêu ai nấy dạ. Và hiện tại bây giờ tất cả những nhà lãnh đạo trên thế giới và ngay cả những nhà lãnh đạo của tất cả ngay cả những nhà lãnh đạo của những tôn giáo làm lành đánh dữ đang đối diện với thánh gióng kêu gọi, và hầu hết phải nói là tất cả họ đang trốn chạy à, trốn chạy bởi vì họ chưa sẵn sàng, họ vẫn còn hoang mang và kinh hoàng vì việc về những phép lạ này. Và rồi họ sẽ không trốn chạy được đâu, bởi vì họ sẽ đối diện với thực tế là sự thật. Tất cả những nhà lãnh đạo trên thế giới và tất cả những nhà lãnh đạo của các tôn giáo làm lành lãnh dữ sẽ đối diện với thánh nhóm kêu gọi. Tất cả những phép lạ này thánh gióng đã đưa lên internet rồi, có hàng chục ngàn video clip và vào về những sự việc này. Và một số người ái mộ họ là những người, có một số người họ rất là có bản năng về kỹ thuật cũng như là về 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 video, họ đã copy lại rất là rõ ràng và họ đã đưa trở lại lên internet. Vì thế bây giờ chúng ta có trên 10.000 video clip về những sự việc này. Vì thế ai mà chả khỏi được, nhất là những nhà lãnh đạo trên thế giới, họ có quá nhiều tiền của bá tánh đóng góp mà thật sự, hoặc là họ đã kêu bằng lường gạt bá tánh quá nhiều tiền, thì họ có đầy đủ phương tiện để họ theo dõi việc làm của chúng ta. Bây giờ lên internet bấm vô. Và sau đây là phần thông báo vô cùng quan trọng cho người Việt Nam ở hải ngoại. Tức là quý vị, trong đó thì có Việt Kiều, rồi có Việt Giang, rồi có Việt Cộng nữa. Ở đây tôi không có phân biệt Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều gì cả. Mà ở đây tôi kêu gọi tất cả mỗi người cần sám hối và mau mắn nhắc nhở cho nhau sám hối gấp. Và đồng thời quý vị, những tổ chức, hội đoàn, đoàn thể hãy mau mắn liên lạc với anh Lê Tinh Thông, tức là giáo sư Lê Tinh Thông đó. Tôi hôm nay bận rộn quá, không có thời giờ mà gặp anh ta. Và cha trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Việt Nam chúng ta bảo tôi nhắc nhở cho đồng bào. Mời anh Lê Tinh Thông phụ giúp điều họp những buổi họp mặt Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam gấp, chuẩn bị sẵn sàng. Thông báo cho tôi biết và tôi sẽ có mặt để làm việc cùng đồng bào. Cứu nguy Việt Nam chúng ta gấp. Đồng bào đừng để tôi chờ đợi nữa. Kẻo sau này những người vô trách nhiệm như đã làm bấy lâu nay thì sẽ chết sầu muộn và linh hồn sẽ bị nhốt chung với nhau. Đối với những người thờ ơ vô trách nhiệm đối với việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam mà tôi đã thông báo và cảnh cáo từ năm 1999 cho đến bây giờ. Chúng ta có trên 12 phép lạ vĩ đại của cha trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ hiện ra với vóc dáng ông rồng phun lửa rõ ràng như thế này mà tôi đã trình bày gần 5 năm nay, cũng như khuôn mặt cha trời Giêsu hiện ra trước tiên, sau đó ngài cho trên 12 phép lạ tỏ hiện ra để cảnh báo cho nhân loại được biết về tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và người Việt Nam chúng ta đã được Thượng Đế chọn lựa để làm việc góp phần cứu nguy nhân loại. Và trước tiên chúng ta cần phải làm việc
cứu chúng ta và dân tộc Việt Nam chúng ta trước. Vì thế đến giờ phút này đồng bào không còn bất cứ lý do gì để chạy tội, bởi vì đồng bào đã quá thờ ơ đối với việc làm vô cùng quan trọng này. Thành ra đây là thời điểm sau cùng, cuối cùng cho những ai đã và đang thờ ơ vô trách nhiệm. Đồng bào nhớ, tổ chức như tôi vừa thông báo, nhắn nhủ nhắc nhở giáo sư Lê Tinh Thông, tức là anh Lê Tinh Thông đó, làm trưởng ban điều họp những buổi họp Hội đồng Quân Nguyên Việt Nam, rồi thông báo cho tôi biết tôi sẽ có mặt, và nhớ giúp tôi tất cả những phương tiện cần thiết để làm việc phụ giúp đồng bào cứu Việt Nam chúng ta gấp, và đồng thời góp phần cứu nguy nhân loại. Tôi chính đây y sư thánh giống tái thế, lãnh đạo cứu nguy Việt Nam, và đồng thời là người mà đồng bào đã và đang mong chờ. Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, ngày hôm nay chúng tôi cần cảnh báo cho tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta được rõ. Tôi chính đây y sư Thánh Giống đã thành lập Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam từ năm 1999, và chúng tôi đã lương lĩ làm việc cho đến ngày hôm nay là năm 2014. Ngày hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2014. Tôi cần cảnh báo cho tất cả đồng bào Việt Nam ở khắp mọi nơi được biết là chúng ta có bổn phận đồng hành phụ giúp Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam giải tán Cộng sản ở tại Việt Nam nói riêng, và đương nhiên giải tán thế giới Cộng sản nói chung. Công việc làm này vô cùng quan trọng. Vì thế Thượng Đế Toàn Năng đã cho tỏ hiện ra 12 phép lạ để dẫn dắt chúng ta. Ở đây chúng ta có hình ảnh Cha Trời Giê-xu hiện ra trên mây, và sau đó Ngài cho linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây, và ông bà tổ tiên chúng ta cũng được hiện ra trên mây bởi học ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Đây là ông Rồng Bà Phụng, ông Tổ Bà Tổ Việt Nam chúng ta, và đây là anh hùng chiến sĩ trận vong. Đồng bào có thể xem chi tiết ở trên trang website của chúng ta về 12 phép lạ bảo vệ và giúp chúng ta cứu quê hương Việt Nam chúng ta khỏi thế giới Cộng sản. Đồng bào mau mắn làm bổn phận của mình, giúp chúng tôi tất cả mọi phương tiện cần thiết để chúng tôi làm việc cho nhanh chóng. Đây là địa chỉ để liên lạc trực tiếp với chúng tôi, Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam. Kính thưa đồng bào thương mến, thời gian của chúng ta vô cùng quý giá, và chúng ta đã quá chậm trễ, bởi vì thật sự ra thì những phép lạ vĩ đại này vô cùng quan trọng và quá đặc biệt. Vì thế đồng bào đa số còn ngỡ ngàng. Tuy nhiên thực tế là thực tế, chúng ta cần phải học hỏi, đồng thời nhập cuộc gấp. Và hiện tại ở trong nước chúng ta đã có trên dưới 1 triệu người Việt Nam được biết. Giờ đây chúng ta cần tiếp tục thông báo cho người Việt ở trong nước được biết gấp, và chúng ta cùng nhau ra đường cầu nguyện và ôm những hình ảnh phép lạ này, thì bọn Cộng sản sẽ đầu hàng vô điều kiện, và cũng như bọn Tào Cộng chắc chắn sẽ không dám làm phiền chúng ta nữa, cũng như thế giới tư bản và Cộng sản sẽ không dám buôn bán đất nước và dân tộc Việt Nam chúng ta nữa. Bởi vì 12 phép lạ này vô cùng vĩ đại và quan trọng, và đương nhiên đầy quyền năng. Vì tất cả những kẻ nào khinh thường, coi thường việc làm cứu nguy Việt Nam và nhân loại do Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng lãnh đạo cùng hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong,
phụ giúp chúng ta, thì chắc chắn những kẻ quấy phá ngăn cản đó sẽ bị tiêu diệt bởi quyền năng của Thượng Đế Toàn Năng cùng hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong. Đồng bào có thể nhìn kỹ ở đây, đồng bào thấy đây là hình ảnh một ông rồng phun lửa rất là rõ ràng. Và sau đây thì tôi cho đồng bào coi hình trắng đen để cho đồng bào có thể nhìn thấy rõ hơn phần nào. Đây là hình trắng đen đây, anh hùng chiến sĩ trận vong. Xây dựng này là một ông rồng thật là lớn đang phun lửa để tiêu diệt những kẻ ác, nhất là bọn cộng sản độc tài và bọn con buôn thế giới đã và đang buôn bán Việt Nam chúng ta bấy lâu nay. Và sẵn đây tôi cảnh báo cho tất cả những người nào Việt gian, Việt cộng, hãy mau mắn sám hối gấp lập công chuộc tội. Bằng ngược lại, các người sẽ bị hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong tiêu diệt quý vị và gia đình quý vị. Đây là những gì mà tôi được biết, bởi vì những anh hùng chiến sĩ trận vong này đã hiện ra và đã cảnh báo như thế và yêu cầu tôi phán bảo như thế. Một lần nữa, ý sư thánh giống chúng tôi thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào đã theo dõi phần tường trình vô cùng quan trọng ngày hôm nay. Chúng tôi xin hẹn tái ngộ, và đồng bào nhớ làm bổn phận của mình, phụ giúp chúng tôi tất cả những phương tiện cần thiết để làm việc cho công việc chúng ta được mau chóng thành công mỹ mãn. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào. Việt gian, Việt cộng và Việt kiều, những ai chưa lập công chuộc tội thì đây là cơ hội cuối cùng để cho quý vị lập công chuộc tội. Quý vị hãy mau mắn phụ giúp tôi tất cả những phương tiện cần thiết để chúng ta cùng nhau thông báo những tin mừng này đến cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gấp